Đối với phụ nữ có hai cái sướng, cái sướng thứ nhất là được đi Đà Lạt và cái sướng thứ hai là đi cùng người mình yêu lên Đà Lạt, nên cũng tranh thủ dẫn ba đi cho kịp KPI, mỗi năm đi Đà Lạt một lần chứ không qua năm một cái là ba tính năm nay chưa đi, ba xong mới bắt đi đủ hai lần là chết tôi. Nhưng mà đi Đà Lạt người đâu có dễ với những người chưa dương tính như bụng mỡ đó, cũng này là test trước khi đi nè. Hên hên thì vô F0 một cái là ở nhà tàn tập là chết với bả luôn, ám ảnh cuộc đời luôn. Nhưng mà hôm sau ăn ở có đức, vẫn là không có dương nha mọi người. Bởi mùa này mà các ông các bạn có đi mà chưa dương tính á thì nhớ test trước khi đi nha. Còn ông bà nào mà dương tính rồi á, mà đã hết bệnh rồi mà sau 6 tháng á thì cứ đi thoải mái vô tư, 6 tháng là có lịch bài miễn tử á. Rồi nếu mà nhân phẩm tốt vượt qua được cái dòng F0 á thì chưa hết đâu, còn một cái dòng nữa gọi là dòng dòng virus bảo anh, là virus không có gì để mặc đó mọi người coi nè. Này là chắc này chắc bồ mã mấy bạn. 2-3 tiếng, 4 tiếng đồng hồ. Đó, còn virus đó là tôi mệt mỏi nhất á. May á là dặn trước rồi, em đặt đồ đi rồi em chở ra shop mua quần áo nha, mua 5-6 bộ luôn mà vẫn không có gì để mà kiểu mấy bả đi Đà Lạt giống như là đi làm dâu sau bao nhiêu ngày cực khổ làm dâu phải về với mẹ, nên muốn đeo nguyên cái tủ quần áo đi luôn hay sao, cứ phân vân mặt này mặt cái kia cái gì cũng muốn đem theo á. Nên cách giải quyết tốt nhất á là mấy bạn muốn xe bán tải hoặc xe tải á, đó rồi chở nguyên cái tủ quần áo của bạn lên Đà Lạt cho mấy bả lựa thích mặc cái gì mặc để đỡ phiền. Mà mùa này đi Đà Lạt sướng thiệt nha, vừa mới tới đèo Friend thôi, trời ơi các bạn thấy gì không, sương mù. Sau một năm không lên Đà Lạt thì Đà Lạt có sự thay đổi rồi, nay em nó có đèn xanh đèn đỏ rồi. Nói thì nói chứ bụng mỡ dưới thích Đà Lạt không có đèn xanh đèn đỏ hơn, chứ đèn xanh đèn đỏ thì giống bên Sài Gòn mất tiêu rồi. Tôi dần đèn xanh đèn đỏ với Sài Gòn chán rồi, tôi mới lên đây cuối cùng cũng dính đèn xanh đèn đỏ. Nhưng mà được cái bà người yêu tôi á, đi đâu bà kêu nha, đi du lịch chỗ nào bà cũng kêu, ăn cái gì cũng kêu, nhưng mà đi Đà Lạt là bà chơi sang nha. Mà nghe đồn đâu là đây là nguyên cái khu villa nằm trên đồi á, trời, các trung tâm khoảng 5-6-7 cây vậy á, nhưng mà thực sự là nhà đẹp, view đẹp, nói chung là thủ tình, giá cả hợp lý, ok. Rồi bây giờ nhận được chỗ ở rồi, bây giờ tiếp theo là mình đi kiếm chỗ ăn thôi mọi người, đã tập 2 nha.